một phụ nữ mà hơn 1m58 là được rồi. Ngoài thì như vậy thôi. Như vậy là sao? Như vậy là cho nó ở Việt Nam họ họ nói là ba vòng đẹp thôi. Ba vòng đẹp. Ba vòng là phải có điện nước. Mà dạ, vòng 1 thì ba mẹ đã cho rồi, mà vòng 2 thì vòng 3 thì em biết là cái đó là thay đổi là được. Bạn đó có vòng 2 hay vòng 3 mà không có vừa lòng thì đi tập thể thao với thêm cũng được. Chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường và xin chào mọi người ở trên trường quay và đang coi trên TV và YouTube. Em tên là Phan Thị Chí Tài, em 27 tuổi. Em sống và lớn lên ở châu Âu, chính xác là ở Paris, ở Pháp được 22 năm. Và em làm nhân viên sale ở công ty Pháp. Tức là em từ bên Pháp em về đây tham gia chương trình hả? Dạ đúng rồi, em biết chương trình này từ Pháp lận. Từ Pháp lận dạ, hả? Dạ. Em sao không cứ lấy kiếm vợ bên Pháp và phải về Việt Nam để kiếm vợ? Dạ tại vì bây giờ em muốn em rất thích văn hóa Việt Nam, xong em bây giờ muốn tìm hiểu phụ nữ Việt Nam. Và em thấy phụ nữ Việt Nam cũng rất xinh đẹp. Ở đây ở Việt Nam em còn ai không? Dạ em ở đây còn mẹ em và còn em trai em. Em lớn lên em đi với ba ở Pháp rồi xong lớn lên đến bây giờ mới về lại Việt Nam. À, cũng nói tiếng Việt cũng còn rành, còn nhớ tiếng Việt quá hả? Dạ em nhớ. Rồi chương trình bạn Nguyễn Hòa chào đón em. Em cảm ơn. Phan Thiện Chí Tài ha. Rồi, Việt Kiều ở Pháp, giới thiệu cho anh ấy nghe về mình đi em. Dạ, em xin chào chị Cát Tường, chị chào anh Quyền Linh và chào anh trai bên kia và mọi người ngồi dưới khán giả. Em tên là Huỳnh Thị Trúc Đào, hiện tại là 26 tuổi 6 tháng 8 ngày. Trời ơi, nhớ rõ như vậy đó hả? Dạ, tại vì ngày sinh nó hơi đặc biệt một chút nên có hơi nhớ. Tại là sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, lớn lên tại thành phố Hồ Chí Minh luôn. Em đang làm công việc là chuyên viên thực phẩm thuộc Ban Quản lý An toàn Thực phẩm thành phố. Khi mà em nghe ảnh là Việt Kiều Pháp thì em có cảm nhận gì không? Em cũng hơi bất ngờ, vì em không nghĩ là chương trình sẽ chọn em một người này ở tận Pháp luôn, mặc dù em thích sô cô la Pháp lắm. Đợt này em về đây được bao lâu em trai? Dạ em đợt này em về đây được 4 tháng rồi. Em ở bao lâu nữa mới đi? Em ở còn thêm mấy tuần nữa rồi xong em đi, rồi xong sau đó em định về lại nếu em tìm người nữ của mình. Bây giờ chỉ cần em... một cái lý do. Dạ em đi về luôn. Đừng có lo, người ta đi là người ta sẽ về lại. Ưu điểm, khuyết điểm của em là gì? Em có thể hát, tuy là không biết tùy tâm trạng, mình là hát cũng nhiều lúc thì chắc không vô tâm. Còn khuyết điểm em là gì em gái? Khuyết điểm của em thì chắc là nói nhiều nên là hơi lan man một chút. Trọng tâm nó quay chỗ khác, nó không còn giờ, không còn tại điểm đó nữa. Dạ, bạn gái bên kia sở thích nào mà bạn hay làm bạn vui? Em thích hát lắm anh. Vậy hát cho anh nghe em bài đi á. Một chút xíu gặp mặt mình hát nó cảm nhận hay hơn. Ok. Cho em xin phép bắt đầu hát một bài bằng tiếng Pháp đi. Ồ, vậy hả? Xong tí nữa em sẽ hát lại một bài bằng tiếng Việt. Ok. Cho em xin phép. Je voudrais oublier le temps pour un soupir, pour un instant, une parenthèse après la course et partir où mon cœur me pousse. Je voudrais retrouver mes traces, où est ma vie, où est ma place, et garder l'or de mon passé au chaud dans mon jardin secret. Je voudrais partir avec toi, je voudrais rêver avec toi, toujours chercher l'inaccessible, toujours espérer l'impossible. Je voudrais décrocher la lune et pourquoi pas sauver la terre, mais avant tout, je voudrais parler à mon père. Merci beaucoup. Bây giờ em nói cho cô gái kia biết là những cái ưu điểm và khuyết điểm em là gì đi. Dạ, ưu điểm của em á là mấy cái gì mà mới này nó làm em hơi căng thẳng lắm. Mấy cái gì mà em chưa có bây giờ làm. Cái đó là khuyết điểm. Khuyết điểm của em, xin lỗi. Khuyết điểm của em là em hơi căng thẳng và hơi thấy gục gà mấy cái đồ mới. Và cái ưu điểm của em á là em á là một người á, để cho mà vượt qua bản thân em là em luôn luôn thử thách mấy cái gì mà làm em sợ. Giống như bây giờ này em tham gia chương trình này để cho vượt qua cái sự nỗi sợ nhất của em là lên chương trình, xong tại lần đầu tiên em lên đây. Xong dạ em thích thể thao, em thích thích văn hóa, thích thích nước Việt Nam. Về Việt Nam cũng mong muốn được cho nước ngoài biết nhiều về nước của mình hơn. Hay quá. Dạ. Em có định hướng là sau này mình sẽ sống ở Việt Nam không? Em có dự định đó là tìm hiểu thêm về Việt Nam để cho làm cái ngành mà em muốn
lại muốn là nghĩa là người dẫn chương trình mà chỉ là về văn hóa ở châu Âu và châu Á, về thể thao. Dạ. Em có mấy mối tình rồi? Ở Pháp và ở Việt Nam em được khoảng 2 mối tình. Được khoảng 2 mối tình? Dạ, khoảng 2 mối tình. Kéo dài được 1 năm, 1 năm rưỡi. Tình yêu nó hết rồi xong không có hợp nữa. Hai hướng nó đi khác nhau với cái tánh tình nữa. Em yêu người Pháp hay là người nước nào? Dạ, em xong biết từ xưa giờ em thích người Việt Nam không mà. Còn bạn gái? Bên kia? Thì em cũng được 2 mối tình. Một mối tình là ở thời đại học cũng khoảng 5-6 tháng. Một mối tình cũng gần đây khoảng hồi năm ngoái và cũng 5-6 tháng luôn. Lý do sao chia tay? Quen ngắn ngắn không vậy? Của thời đại học thì là cái bạn đó gia trưởng quá. Cái mối sau là chắc là nho nhậu quá chị. Ai nhậu? Cái bạn đó nhậu nhiều quá. Em hỏi coi anh Minh biết nhậu không? Cái anh bên kia anh có nhậu nhiều không ạ? Anh không có thích nhậu xíu nào hết. Anh cũng... Vậy anh nhậu được không anh? Anh không muốn nhậu nên anh không có muốn biết là anh nhậu được hay không. Có nghĩa là không biết nhậu. Được không? Dạ được, trời ơi, quá tốt rồi chị. Quá tốt. Rồi bây giờ em mong muốn tìm một người bạn trai như thế nào nè? Em muốn bạn trai nó chung thủy, cởi mở một chút. Anh đó tự lập. Giống như là em có thói quen chia sẻ công việc. Anh đó thì đừng có gia trưởng. Anh không có gia trưởng đâu em. Dạ. Ta sống nước ngoài mà gia trưởng gì. Ủa bạn trai em có biết làm công việc nhà rồi công việc ở gia đình không? Dạ em thì em ở Pháp á, em thì sống hồi nhỏ thì sống với bố 18 tuổi là em ra ngoài sống phải nếu mà không có biết làm việc nhà hay là nếu không biết nấu ăn á là mình ở bên nước ngoài là mình chết thôi nên. Rồi cái đó yên tâm không? Có cái mẫu người lý tưởng như thế nào không? Cao 1m7 trở lên. Vì em hơi lùn, em được cái là ấn tượng với những người nào mà đầu đinh lắm. Tại nhìn khuôn mặt sáng lắm, nhưng với lại thích những người mà hay cười. Bên đây hay cười nhưng mà đầu chưa đinh. Về vuốt keo sẽ đinh. Xuống muốn đầu láng mới khó, như đầu đinh thì ta có tóc rồi, chỉ cần đi đầu đinh là nó dễ thôi. Chị thấy là không có tóc mới sáng. Sáng khuôn mặt thôi chị, còn sáng cái đó chứ không cần đâu chị. Nói giỡn thôi. Rồi, bây giờ bạn trai mẫu người lý tưởng của em như thế nào? Dạ, một người lý tưởng của em là một người quan trọng gia đình, có theo dõi cái đam mê trong cuộc đời. Em á cũng là một người kiểu suy nghĩ tích cực lắm nên là em muốn có một người đó cũng tích cực. Về cái ngoại hình thì em muốn mẫu người con gái như thế nào? Chỉ cần một phụ nữ mà hơn 1m58 là được rồi. Ngoài thì như vậy thôi. Như vậy là sao? Như vậy là cho nó ở Việt Nam họ nói là ba vòng đẹp thôi. Ba vòng đẹp. Ba vòng là phải có điện nữa. Mà dạ vòng 1 thì ba mẹ đã cho rồi, mà vòng 2 thì vòng 3 thì em biết là cái đó là thay đổi được. Bạn đó có vòng 2 hay vòng 3 mà không có vừa lòng thì đi tập thể thao với em thêm cũng được, tại em cũng rất đam mê thể thao. Vậy là quan trọng vòng 1 không có thay đổi được đúng không, còn 2 vòng kia thay đổi được ha. Dạ vòng 1 dạ. Trời ơi, giờ vòng nào cũng thay đổi được hết á. Con gái có cái lúm đồng tiền rất là dễ thương nha. Vậy hả? Ừ. Khuôn mặt ở tròn không? À, nãy giờ em cảm nhận anh trai Vinh này như thế nào? Dạ, anh đó cũng cởi mở, cũng vui vẻ. Em thấy những tiêu chí của ảnh thì em cũng được khoảng 80, 90 gì đó. Vời quá rồi. Nhưng mà em hiền hay không thì em cũng không biết nữa. Tùy tâm trạng lắm anh. Hát cũng tùy tâm trạng, mà hiền hay không cũng tùy tâm trạng nữa hả? Dạ. Giống như là lúc có tiền thì vui, không có tiền thì buồn đúng không? Ủa cái này là sao anh biết cho hay à? Thì cái tâm lý nhiều người thường vậy mà. Ai cũng vậy mà. Dạ. Em buồn quăng tiền vô cái vui liền à. Tiền em tự kiếm em vui lắm chị. Còn tiền mà người ta tự quăng vô em chưa chắc là em lấy đâu. Trời ơi, ta quăng chị lấy quăng hết. Tiền như thế nào trong cuộc sống? Tự bản thân mình kiếm ra thì em rất là vui và trân trọng nó. Còn tiền mà giống như từ trên trời rơi xuống á, em sợ lắm. Cái đó bắt bỏ tù luôn á. Em có xếp rồi em ủi nó này kia không? Dạ không, tiền bây giờ ủi là chắc nó quéo luôn anh. Em có sở thích là đếm tiền. Em đếm và em xếp thôi. Dạ. Em từ nhỏ là em có sở thích là thích tiền rồi. Giống như là hồi nhỏ mà mẹ em nói á, là lúc em mà thôi nôi á, là có một cái mâm đồ gì đó để em bóc á. Bóc thì em bóc cái bút với là tiền. Và cầm tiền không trả, không thả ra luôn. Ngủ luôn mình vẫn cầm. Rồi giờ tiền em cất ở đâu? Cất nhiều chỗ lắm chị. Người ta thường nói là thỏ khôn mượn có ba hang á. Còn em thì là em không tính là em khôn lắm, nhưng mà điều em cất tiền nhiều chỗ. Trời, có nhớ hết không? Có nào cất xong rồi quên luôn chỗ đó không? Chắc không đâu. Chắc còn ngày đâu? Nào cũng đếm tiền em hả? Chắc không, đến đủ mỗi ngày đâu anh, chừng 2 ngày một lần. Trời.
này giống Minh Nhí à. Minh Nhí ủ tiền láng hoa nữa không, xếp lên rồi chụp hình rồi giữ cất này. Ô, em không chụp hình đâu, chụp hình để người ta thấy mình nhiều tiền kỳ lắm anh. Cô bên đây hơi thích tiền, nhưng mà tình giữa tình với tiền em chọn nào? Để coi tình đó tình sâu hay tình cạn đó anh. Yêu nhau thì lúc đó rồi tình tiền chắc đi chung. Mà nói chứ cô không bao giờ quên tiền đâu anh ơi. Anh đừng có Hello em. Xin chào chị. Rồi dễ thương quá ha. Dạ em cảm ơn. Style modern dữ. Dạ em cảm ơn. À nếu mà được thì khi nào mình tiến tới hôn nhân được? Dạ tùy về hai bên. Tại vì em không có muốn làm lựa chọn quá nhanh. Mình mà lấy á, là sẽ lấy rất lâu dài. Lấy đúng rồi. Tại em không có muốn làm giống như mấy nước ngoài mà kiểu là lấy rồi xong sau đó 2-3 năm sau chia tay. Cái điều gì mà em không thích ở cái người bạn gái? Chắc là em nghĩ là một người mà cái gì cũng kể, cái gì cũng muốn nói này nọ. À nhiều dạ, chuyện á. Đúng rồi, quá nhiều chuyện. Đừng có quá ham chơi. Dạ. Ham rồi. Tiền được không? Thì cái đó thì hai người ở cùng nhau ham tiền để phát triển cùng với nhau thì cũng được. Rồi xong sau đó lấy tiền đó đi từ thiện. Em thấy cái chị đó ham tiền này nọ thì em sẽ làm sao cho thế nào mà lấy cái tiền đó để giúp đỡ và từ thiện. Em lấy tiền em giúp đỡ đi, tiền của cất kỹ lắm. Nếu làm vợ chồng này nọ thì mấy người Việt Nam thì hay gom tiền cùng với nhau á, cùng tốt với nhau quá. Dạ. Bây giờ nếu như lấy nhau á thì là em sẽ để vợ em ở đây hay là đem qua bên kia? Tại em muốn lập nghiệp ở đây, muốn khởi nghiệp ở đây. Rồi, nên, vậy dạ. Là tốt rồi. Ha, cái cũng rất là đáng quý bởi vì những người đi nước ngoài ta hay muốn lập nghiệp ở nước ngoài. Dạ. Còn bạn đi 20 mấy năm rồi, dạ. Bạn lại muốn lập nghiệp Việt Nam. Điều này dạ. Thật là đáng quý. Dạ, cảm ơn bạn về tình cảm đối với Việt Nam. Rồi, hôm nay em gái đi với ai nè? Dạ, hôm nay em đi với ba và mẹ em ạ. À, có ba mẹ nữa hả? Cho dạ. Chị gặp ba mẹ em ạ. Dạ, chào chú ạ, chào cô ạ. Xin chào anh Huyền Linh và chị Cát Tường. Dạ, chào hai đứa và quý vị khán giả trong khán phòng hôm nay. Tôi là ba của Trúc Đào. Và ngồi kế bên tôi là mẹ của Trúc Đào. Thì mới lần đầu tiên gặp nhau thì thấy hai cháu nó cũng cỡ mở, cũng vui vẻ. Tiến tới nữa hay sao là do hai đứa hoặc Huyền Linh với Cát Tường tính, chứ giờ mới gặp lần đầu tiên. Đôi lúc cái ngôn ngữ và cái tiếng với nhau cũng chưa có hiểu quá, thành ra có nhiều cái nó hơi bị chênh. Bậc làm cha làm mẹ thì cũng không có yêu cầu gì hơn, miễn sao cho hai cháu nó được trăm năm hạnh phúc là đủ rồi. Không biết là mẹ có ý kiến gì thêm không mẹ? Chào anh Huyền Linh, chào chị Cát Tường. Dạ. Tôi là mẹ của Trúc Đào. Bé trai bên đây thì thấy cũng được, thì con coi nếu mà hợp ý con thì con bấm nút chọn đi vậy tìm hiểu thêm. Cảm ơn cô chú ạ. Cảm ơn gia đình. Tài đi với ai Tài? Dạ em đi với mẹ yêu thương của em. À có mẹ nào hả? Dạ. Xin chào Cát Tường. Dạ chào cô. Xin chào Nguyễn Linh. Dạ chào cô. Dạ chào quý vị khán giả. Tôi là mẹ của Chí Tài. Chí Tài tuy sống ở nước ngoài nhiều năm nhưng mà rất là tình cảm, người hiền lành. Tôi thấy cháu gái ở đây thì cũng rất là dễ thương. Chào con. Đến được chương trình thì cũng là duyên của hai đứa. Hai đứa hãy cho nhau một cơ hội. Phải tìm đến một cái cảm xúc thật sự của mình để mình tiến xa hơn. Tôi xin cảm ơn chương trình. Cảm ơn cô. Bây giờ chúng ta đến như giờ phút gặp mặt nhau nha. Bây gặp giờ... cô gái ấy sẽ hát cho bạn nghe nha. Okay. Xong bạn hát cho cô gái ấy nghe để cảm nhận về nhau nha. Kéo rào. Đấy. Bắt đầu. Dạ. Tặng hoa đi. Cho em nè. Dạ, cảm ơn anh. Ok. Hoa gì vậy em? Hồi nãy mẹ nói mình là hoa. Dạ. Sống đời. Dạ. Rồi, em cũng có món quà em tặng anh. Đẹp rồi. Quá. Hai người tặng chắc quà có ý nghĩa quá ha. Dạ. Rồi được rồi đó, hai bạn nói chuyện đi. Anh mời em hát trước đó hay không? Hồi nãy dạ, có người hồi nãy hướng. Em cũng có nói là em có thích hát á. Bây giờ thì em định hát cho mọi người nghe luôn. Chủ yếu hát cho đi. Bạn trai nghe đi. Đó. Dạ. Nghe nói Cà Mau xa lắm, ở cuối cùng bản đồ Việt Nam. Ngài chi đường xa không tới, về đây nói với nhau mấy lời. Xuôi mái chèo sông Ông Đông, đêm trắng kịp tới chợ Cà Mau. Xuồng ghé ngày đêm không ngớt, về Cà Mau là thấy thương em rồi. Hay quá. Hay lắm. À, chị giới thiệu với bạn trai luôn. Dạ. Là cái đồng hồ đó đó. Dạ. Là bạn gái tự thêu nha. Thì hả? Dạ. Trường vay quá vậy? Dạ chắc nó nghĩ gì vậy? Em đọc giùm anh đi. Đó đọc đi. Nó nghĩ gì vậy? Dạ thì
Tại không biết đâu. Cái này là ngôn ngữ thế giới ai cũng biết hết anh. Vậy hả? Dạ, nhìn thấy trái okay. tim là biết rồi. À dạ. Ok. Cài hàng người ta nữa ha. Vậy cho rồi, phải cho dạ. anh hát lại nha, cho anh hát. Dạ. Cái này tại vì lời Việt Nam nên là lâu lâu quên. Anh mà yêu thương ta cho phút giây ban đầu, cảm giác yêu nhau cho ta luôn nghĩ đến nhau. Có lẽ hôm nay hai ta sẽ quen nhau rồi, mình cùng chung lời nhé em người ơi. Anh sẽ bên em hôm em những khi em buồn, anh sẽ ru em cho em yên giấc ngủ ngon. Những lúc cô đơn anh vẫn giữ em trong lòng, dành cho con tim nguyện trao đến em. Dễ thương quá. Anh thấy em rất dễ thương, có giọng hát Cà Mau rất tuyệt vời. Anh hiện bữa giờ anh về Việt Nam á, anh cũng hay đi về miền Tây, xong anh thấy mấy phụ nữ miền Tây cũng rất dễ thương. Và anh thấy chắc là lý do tại vì họ ăn trái cây nhiều, hay là họ ở đó xong ở gần cái môi trường mà làm cho họ ăn mấy đồ bổ. Tại anh rất thích ăn mà mấy đồ kiểu trái cây lắm. Về Việt Nam từ bữa giờ á, anh ăn trái cây rất nhiều. Dạ, anh ăn nhiều nhất là món gì vậy? Ăn bơ, ăn uống nước dừa, ăn long mấy nhiều trái cây lắm, quên tên rồi. Ăn trái cây nhiều đẹp lắm hả? Anh ăn hoài thấy có đẹp đâu. Em đam mê đồ ăn Việt Nam lắm. Biết ăn mắm không? Từ 69 đến 77kg luôn. Chí Tài biết ăn dạ. mắm ruốc không? Dạ, ăn mắm thì nó mặn thì cũng ăn được mà không phải là thích lắm. Món đó em thích lắm. Thôi, nên là lâu lâu em sẽ anh ăn. Đâu có nói, anh đâu có nói là anh đâu có thích đâu, anh thì ăn gì cũng được hết. Dạ. Thì bây giờ, anh vẫn được hết mà. Rồi cái chuyện ăn được rồi, bây giờ dạ, cái yêu xa sao nè? Công nghệ thông tin đó hiện đại rồi, xong bây giờ có nhiều cách để liên lạc với nhau, để quen nhau, không phải giống như hồi xưa, giống như bố mẹ của mình là phải là một tháng hay là ba tháng gửi thư này nọ ra bưu điện. Em thì chắc có nhiều lúc em cũng thẳng tính lắm, giống như là tát vô mặt người ta vậy đó. Nên nói trước để anh chuẩn bị tâm lý. Anh cũng thẳng tính lắm, anh thẳng tính và rất kiểu thật thà lắm, nên nghĩ gì nói đấy. Mà em có sẵn sàng đi du lịch đâu, tại bây giờ còn có mấy ngày nữa. Nên em nếu em muốn đi du lịch đâu quá thì anh có thể lấy xe máy anh chở em đi. Trời ơi, đi xe máy được luôn dạ. hả? Dạ em lái chưa? Em dạ có luôn, tại em học hỏi cái gì cũng rất nhanh lắm. Mà em dạ. bây giờ có tập thể thao gì không? Em thì là cũng thích tập thể thao lắm, nhưng mà lâu lâu thôi. Tại vì tập thể thao là đâu phải tập một hay là hai tiếng đâu. Đúng tập rồi. tập nửa tiếng, hay là kiểu tập thể thao là nghĩa là đi bộ cùng ví dụ người yêu hay là gia đình. Thôi giờ mình vô cái chuyện tương lai đi. Dạ. Tập thể dục thể thao hoài cho nó sáng luôn á. Trong tình yêu em thấy gì quan trọng nhất? Sự chung thủy là quan trọng nhất. Dạ. và sự tôn trọng lẫn nhau. Quan điểm của anh là phải là một người thích chia sẻ. Anh thì cũng có dự định định cư ở Việt Nam. Dự định của anh đó là về Việt Nam để làm MC về văn hóa, về thể thao. Ta chỉ còn có khoảng 30 giây nữa thôi. Dạ. Em hãy nhìn thẳng vào mắt cô gái và nói lên những cái gì mình đang suy nghĩ của ấy, mong muốn điều gì về tình okay. yêu. Cho mình đứng dậy được không? Đứng dậy được. Được, dạ. tự nhiên. Cùng với nhau, xin chào. Dạ. Cái này là như mọi người anh chàng hay nói là mình đến đây là một cái duyên, nên là một cái cơ hội để tìm hiểu với nhau. Nên mình hy vọng là sẽ quen được nhau. Ok. À, còn điều nữa, em nãy giờ em quên nói, anh dạ. có hút thuốc không ạ? Dạ, anh không có hút thuốc, không có bia uống bia. Trời ơi, vậy dạ. tốt quá. Dạ. Ok. Dạ. Mai ngồi. Rồi. Dạ. Ok. Thôi để tay được bấm đi. Nhẹ nhàng lịch sự quá ha. Đặt tay vào bấm đi. Hãy bạn đồng ý. Thì bạn sẽ bấm vào cái nút bấm này nha. Có hay xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò không? Dạ chắc cũng rất thường xuyên. Cái ở này đó nhiều người xem không? Dạ chắc em cũng hy vọng là nhiều người xem. Tại chương trình em thấy này cũng rất hay. À rồi. Dạ. Sau 3 tiếng đếm thì mình sẽ quyết định nha. Và mình phải chịu trách nhiệm với cái quyết định của mình. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng các bạn. Rất là dễ thương. Đây là chiếc vé xem phim của cụm đạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn. Bây giờ xin phép ba mẹ của bạn gái cho hung bạn gái một cái làm kỷ niệm trong chương trình ngày hôm nay. Dạ, dạ thì xin phép ba mẹ hôn trên má của đứa con dễ thương của cô nha. Phần quà dành cho hai bạn là một phiếu mua hàng thời trang cao cấp dành cho cặp đôi từ hệ thống thương hiệu thời trang Couple TX trên toàn quốc.
Và đây là nước xịt thơm miệng thảo dược Relax gửi tặng hai bạn. Một chiếc máy nước nóng với thương hiệu Centong gửi tặng hai bạn. Một chiếc máy nước nóng với thương hiệu Atlantis gửi tặng hai bạn với tổng trị giá phần quà là 7 triệu đồng. Phần quà đặc biệt là một chiếc Mercedes cao cấp UVC TV trị giá 9 triệu đồng sẽ dành cho hai bạn nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Bạn có thể kết nối Bluetooth điều khiển bằng giọng nói, đặc biệt là gọi điện thoại cho người thân ngay trên TV, rất tiện lợi. Sớm báo tin vui cho chúng tôi nha. Ok. Ok. Rồi. Nếu như nói đến Pháp thì ta nói đến những mối tình rất lãng mạn như bộ phim kinh điển về tình yêu, nói đến những cái gọi là thương hiệu thời trang nổi tiếng, thật sự là lãng mạn. Hôm nay em nói một cái câu tiếng Pháp nào đó thật là lãng mạn dành cho bạn gái nào. Ok, em sẵn sàng. Je suis très content d'être ici et puis je trouve cette fille très ravissante et je remercie Anne-Lène và Tito d'être présente ici et puis de m'avoir présenté une jolie fille. Oh. Merci. Merci beaucoup. Và đây là cái chậu hoa sống đời, em cầm giùm bạn gái dạ, nha. Dạ, bỏ đây nè. Rồi, sống đời, hy vọng tình yêu của hai bạn sẽ sống đời. Cảm ơn. Rồi. Rồi, sớm báo tin vui cho chúng tôi nha. Ok. Ok. Con cũng tự thấy bản thân mình là một người năng động, dễ thích nghi với mọi hoàn cảnh sống ạ. Con thì không có quan trọng về ngoại hình lắm ạ. Mập gầy đều được hết, ít nói. Tại con cũng nói nhiều nên con thấy những bạn nam ít nói cũng là điểm mạnh ạ. Mời nhà trai. Rồi, chào anh trai. Chào Trúc Kinh Linh ạ. Rồi. Xin mời nhà gái. Bây giờ thì mời em trai giới thiệu về mình. Dạ, xin chào chú Quỳnh Linh ạ, xin chào cô Hồng Vân, xin chào nhà bạn gái ạ. Con tên là Vũ Minh Khoa, hôm nay con 28 tuổi, sinh ra tại Kiên Giang ạ. Hiện tại công việc là kỹ sư công nghệ thông tin, làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Khoa làm ở quận mấy? Dạ, con đang làm ở quận 2 ạ. Rồi, bên mình giới thiệu đi con. Con chào cô Hồng Vân, chào chú Quỳnh Linh, chào quý vị khán giả và chào anh Khoa. Em tên là Dương Thị Liễu Như, năm nay 26 tuổi, quê ở Kiên Giang, hiện tại đang làm việc tại hội sở của một ngân hàng ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Quận mấy con? Dạ hiện tại con đang sống ở quận 2 ạ. Trời đất ơi, sao hai đứa đồng điệu vậy trời. Quá hợp lý. Rồi con nói về điểm mạnh điểm yếu của mình đi. Con cũng tự thấy bản thân mình là một người năng động, dễ thích nghi với mọi hoàn cảnh sống ạ. Về điểm yếu của con á thì bản thân con thấy là mình không có phù hợp làm những cái công việc mà cần sự tỉ mỉ, khéo léo á. Có thể vẽ đó, chuột thì ra chuột nhưng mà không có đẹp cho lắm. Con thấy cái điểm yếu đó cũng khó khắc phục lắm, cũng cố gắng rồi nhưng mà thôi chấp nhận. Con có cái gọi là gì? Cái sở thích hay là cái đam mê gì không? Cuối tuần mà con hẹn được với bạn bè hay lên kế hoạch thì con hay đi leo núi. Nên thường mấy anh chị ở công ty cứ la con, tại vì mỗi lần mà cứ leo núi xong thì sáng thứ hai lên lại cứ lết. Nhưng mà vẫn cứ leo tại vì mình thấy thích. Làm cái gì mà đổ mồ hôi vận động này nọ thì thấy thích là con. Thích đúng không? Rồi bạn nam ơi, điểm mạnh điểm yếu của con là gì, nói cho bên nhà gái nghe. Điểm mạnh con là ít nói. Điểm mạnh là ít nói hả? Cũng có thể. Nhiều khi ít nói người ta thương nhiều ha, người ta nói ôi trời này hiền quá. Chú ơi, con cũng muốn nói là tại con cũng nói nhiều nên con thấy nếu bạn nam ít nói cũng là điểm mạnh. Dạ. Rồi gì nữa con? Con không có hút thuốc, không có cờ bạc, có thể phụ giúp được nấu ăn. Điểm yếu con là nói hơi nhanh, có thể là không rõ từ lắm. Điểm mạnh là ít nói, điểm yếu là nói hơi nhanh. Hai cái này nó có liên quan đó nha. Con nó từng nặng tới khoảng tới 121 kg ạ. Sau đó thì do nặng quá nên con cố gắng tập thể dục thì đã giảm xuống được dưới 100 kg ạ. Rồi giỏi vậy ta. Sao bên nhà trai 120 mấy ký, ta xuống 100 kg rồi đó. Coi mình có xuống được thì xuống một ít đi. Ủa nhưng mà xuống đều chứ đúng không? Ở bên đó là có một người xuống được, một người không xuống được thì cũng đừng nói gì tới bên tôi nha. Chán lắm mọi người. Mai mối mà cứ gây lộn nhau hoài nó không có hạp, khổ tâm thiệt luôn á con. Cô cũng buồn lắm. Bạn đó có ý chí nha con. Dạ. Giảm cân được là cực kỳ có ý chí luôn. Dạ. Thôi bây giờ để sẵn cô hỏi cái đường tình duyên của bạn nha. Cưng ơi, cái đường tình duyên của con sao nè? Dạ, con có từng có một mối tình ạ. Bạn gái này là em gái bạn thân con học hồi cấp 3. Sau một thời gian yêu đương thì con không tạo được cảm giác yêu thương bạn. Nên đã chia tay và bạn đã lấy chồng ạ. Khoảng 2 năm rồi cô. Con ơi, đã 2 năm ta ở không rồi đó. Đường tình duyên của mình sao? Con thì trước nay cũng có một vài bạn nam cũng tỏ ý nhưng mà con mấy bạn chưa đem lại sự tin tưởng cho con. Nên 26 năm qua con vẫn độc thân. Con vẫn độc thân và con chưa yêu ai hết. Dạ. Hồi hộp không? Có. Nghe cái mất hồn liền đúng không? Cảm thấy trách nhiệm nặng nề liền đúng không? Dạ. Vậy giờ con suy nghĩ đi, cái mẫu bạn gái của con là như thế nào? Dạ, mẫu bạn gái con thì con không có quan trọng lắm về ngoại hình ạ. Cũng đừng cao quá, tầm khoảng cỡ 1m68 rồi xuống được rồi ạ.
À, mét 68 đổ xuống là cao lắm rồi đó con. Cô mét 67 nè, mà muốn cao hơn chú Linh á. Đừng cao quá, đừng mập quá. Con thì không có quan trọng về ngoại hình lắm ạ. À, dạ. Mập gầy đều được hết, ít nói. Tại con cũng nói nhiều nên con thấy nếu bạn nam ít nói cũng là điểm mạnh á. Hồi nãy người ta nói rồi đó, là bên đây con ít nói. Mà người ta nói nhiều thành ra người ta cảm thấy là người ta thích thú cái điều đó đó, hiểu không? Con thấy là... Sửa lại xíu đi. Dạ, con thấy là nếu mà bạn nói nhiều một chút thì con thấy là cũng vui vẻ được nhà đó. Vui vẻ được đúng không? Dạ. Con cũng thấy vậy. Có nhiều rồi. Vui vẻ mà con. Cho tôi xem mặt đàn gái. Nhà gái tôi hơi bị chảnh đó nha, tôi nói cho ông biết à. Đẹp mà đẹp điều một cặp luôn à, tôi nói cho ông biết. Nhà trai cũng đẹp trai. Chào chú. Rồi, chào con. Dạ. Đúng là xinh gái. Con muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Dạ con không có đòi hỏi nhiều về vấn đề ngoại hình hay gì, nhưng mà con mong tìm một người á kiểu điềm đạm trưởng thành, có hiểu biết. Những bạn mà trong cái quá trình làm việc mà tập trung làm việc á, con nhìn thấy đẹp. Vậy thôi ha. Dạ. Tập trung làm việc là đẹp. Dạ đúng rồi. Rồi không thích điều gì ở đàn ông? Dạ không thích thì sự gia trưởng áp đặt ạ. Áp đặt. Không thích gia trưởng áp đặt. Bên đó có gia trưởng không vậy con? Dạ không, con đây là không có gia trưởng. Này có gia thịt thôi. Nè bây giờ người ta có người yêu, người ta sẽ xuống thêm 20kg nữa, tôi nói cho ông biết. Còn có một cái con người đó cứ ước cứ cầu, trời ơi làm sao mà Linh xuống được 8kg hả Vân? Mà ăn lãng mất cái sầu riêng không mà làm sao mà xuống. Còn chút chịu chị chú bí quyết xuống nha. Chú xuống 20kg cho người kia biết mặt. Rồi bây giờ mình hỏi ý kiến người thân coi sao nè bà mối. Nhà bà mối đi với ai nè? Đi với ai con? Dạ hôm nay em đến chương trình với mấy chị đồng nghiệp, các bạn và đặc biệt là sếp em có dành thời gian để đến tham gia với em ạ. Chào sếp. Xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Hồng Vân, bạn Khoa và tất cả khán giả trong trường quay. Thật ra thì tôi rất là vui khi mà ngồi ở cái chương trình này, bởi vì thật ra đây là chương trình mà tôi rất là yêu thích trong cơ quan và tất cả mọi người. Như là một cô bé mà rất là dễ thương, dễ mến, thì trong công việc như là một cái bạn mà rất là nhiệt tình và trách nhiệm. Về cái bạn bạn Khoa nhìn rất là hiền, phúc hậu và cái tính cách chị thì chị thấy là rất hợp với bé Như. Và chị hy vọng rằng hai em sẽ cho một cái cơ hội để các em có thể chia sẻ, nương tựa và có thể là cùng nắm tay nhau để đi được cái đoạn đường dài phía trước. Cảm ơn chị, ơn sếp. Sếp nói rất là hay luôn á. Em trai đi với ai đây? Dạ, hôm nay con đi với công ty và sếp của con cũng công ty luôn. Sếp luôn hả? Sếp luôn, trời ơi. Xin kính chào chú Quyền Linh, cô Hồng Vân. Sếp trẻ dữ vậy rồi. Dạ. Dạ, Khoa thì thật ra nó rất là hiền. Nói chung là khi mà nó báo được là đăng ký casting và tham gia chương trình á, thì anh em trong công ty rất là vui, rất là hào hứng và xúm xích nhau chuẩn bị cho nó, là hướng dẫn đi hớt tóc, mua quần áo, mà thì mua quà rồi các kiểu, rồi thậm chí là giờ mình đặt tên con là gì giờ ta. Quan tâm tới mức vậy luôn. Rất là quan tâm. Nhưng mà sếp thấy hợp không? Sếp thấy hợp không? Hợp, dạ rất là hợp. Xin không? Dạ, xin. Rồi vậy là ok đó. Thì người ta cũng có nói là ai cũng có một nửa của mình đang chờ đợi ở đâu đó. Khi mà mình ế thì cũng có đứa nó đang ế như ta. Anh hy vọng là hai em đang là hai cái mảnh ghép đang chờ đợi nhau. Gia đình thương nhau quá. Sếp mà thương nhân viên quá nhiều luôn, cả hai luôn á. Đúng rồi. Mở rào đi. Mở rào. Yes. Mở rào. Bắt đầu chuyện của hai đứa trẻ đó. Cứ thoải mái nha. Xem không gian này là của mình. Chào anh ạ. À dạ rồi. Cảm ơn anh ạ. Đến chương trình hôm nay em có một cuốn sách tặng anh. Em đọc thì em thấy hay nên em muốn chia sẻ và hy vọng rằng anh thích cuốn sách này. Cảm ơn. Dạ. Rồi hai bạn cứ trò chuyện đi. Dạ. Cảm nhận về nhau thế nào? Không biết là bình thường anh Khoa rảnh thì anh Khoa thích làm gì nhất vậy anh Khoa? Dạ thì tại mình thì thích đọc sách. À. Đọc sách và truyện tranh. Dạ. Nhạc hoặc là cuối tuần rảnh rảnh thì mình lấy xe máy mình chạy nhân dân chung quanh. Dạ thì em cũng đọc sách nè, xem phim, nhưng mà thường thì em thích kiểu đi đây đi đó hơn, nên cuối tuần mà nếu sắp xếp mà thấy rảnh được thì em thích đi vòng vòng gần gần khu vực thành phố Hồ Chí Minh vậy đó, hoặc là đi xa hơn như Vũng Tàu hoặc là những tỉnh như Tây Ninh, Tiền Giang đồ. Anh Khoa có suy nghĩ gì về khi lần đầu tiên gặp em? Dạ tại bạn này rất là xinh, hiền, đối với mình thì bạn rất là tuyệt. Cảm ơn anh. Nên nói đây mình xin tặng một bài thơ cho bạn. Dạ. Tại mình mới viết nên chưa thuộc lắm nên mọi người thông cảm. Dạ. Tức là cái bài đó Khoa làm luôn á hả? Dạ, có sự giúp đỡ của mấy anh em trong công ty nữa. À. Má xem bạn muốn hẹn hò thì thầm má hỏi hẹn hò đi con. Nghĩ mình thấy cũng ngon ngon. Thử đi lên sóng coi còn gặp may. Chèo em cô gái tương lai. Chèo em cô gái ngày mai hẹn hò. Tuy là anh béo nhưng do anh bụng tốt bụng to hơn người. Anh hiền chân thật hay cười. Em về anh hứa giảm 10kg. Tụi mình lên sóng chung sâu, cũng là duyên số cặp bồ với nhau. Anh thì không ước mơ cao, nết na hiền hậu, háo háo mẹ hiền. Chẳng cần em đẹp như tiên, chỉ cần em thích trái hiền còn tem. Chú Linh chú đá mở rèm,
Cô Vân cho phép anh em chuyện trò. Thôi thì đỡ đỡ phải lo, tôi ta bấm nút hẹn hò nha em. Có nhiều tâm tình là gửi hết vô bài thơ rồi đó. Rồi bên em trả lời đi Như. Cái vấn đề mà anh lên chương trình là do bản thân anh mong muốn hay là gia đình hay là đồng nghiệp thúc ép anh để đến với chương trình này? Trong mối quan hệ với phái nữ anh rất là ít. Dạ. Cho nên sau khi chia tay bạn gái đầu tiên á, anh khá là buồn. Sếp anh có khuyên bảo, anh dụ rồi đăng ký thương hiệu cho anh luôn. Khuyên bảo một thời gian thì anh thấy mình đã bắt đầu từ đầu. Dạ. Nãy em có nghe là anh quê Kiên Giang đúng không ạ? Ở huyện nào vậy anh ha? Dạ, Tân Hiệp ạ. Tân Hiệp, dạ, em ở Vĩnh Thuận. Nên em nghĩ không biết là cái mong muốn định hướng sau này lâu dài của anh là sẽ phát triển ở Sài Gòn hay là ở như thế nào? Dạ, để nói thêm luôn, hiện tại là mình đã lên thành phố Hồ Chí Minh được 20 năm, sống được 15 năm. Dạ. Và 5 năm Bình Dương, hiện tại đang sống ở Bình Dương. Nhà có 5 anh em thì đã gom góp tiền nhau mua được một mảnh đất, chia đều nhau. Hiện tại là mình đã có một mảnh đất, dự định sau Tết là mình sẽ xây nhà. Chúng ta quan điểm gì từ tình yêu đến hôn nhân gia đình, mình phải làm sao để chăm sóc cái điều đó? Chúng ta trao đổi với nhau đi. Thì tại vì em thì em cũng có định hướng là sau này muốn phát triển làm việc lâu dài ở thành phố Hồ Chí Minh hoặc là những khu vực, những tỉnh quanh thành phố Hồ Chí Minh. Trong hôn nhân thì anh chỉ mong là người con gái này hiếu thảo với chăng ạ? À dạ đúng rồi. Anh không cần gì nhiều thêm. Nói về quan điểm hôn nhân của em là em muốn một mối quan hệ là một, nghĩa là mình chỉ một mối quan hệ duy nhất với một người. Nếu tại thời điểm nào đó mình cảm thấy là không phù hợp nữa, có một mối quan hệ nào đó mình cảm thấy thích thú hơn thì mình dừng lại, chứ không phải là việc làm song song hai điều cùng một lúc. Yêu thì sao cũng được, nhưng mà khi mà đã ký tên vào đặt quyết định hôn nhân thì mình phải có trách nhiệm với điều đó, chứ không thể nào nói là thời điểm đó tôi cảm thấy không phù hợp nữa tôi dừng lại thì không được. Em nghĩ câu nói đó chỉ phù hợp khi yêu thôi, còn khi đã kết hôn thì phải có trách nhiệm nữa. Đó cũng là ý của anh. Anh cũng muốn đây của một là mình phải là một cái chung thủy. Dạ. Khi đã không còn thì phải dứt khoát cho nhau. Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ thế này nè, con đứng lên con tiến tới, con nắm tay bạn gái để mình trao nhau cảm xúc, để xem cảm xúc các bạn lần đầu tiên nắm tay nhau như thế nào. Dạ. Không phải bắt tay, nắm hai tay nhau, nắm chặt vào, rồi nhìn nhau. Không gian này không có ai cả, chỉ có hai đứa thôi đó. Dạ anh có tính hát tặng em bài hát nào không? Khả năng hát của anh thì hơi tệ, cho nên cho anh xin bỏ qua phần này. Có thể là khán phòng cũng bỏ đi luôn. Em với anh học nhau về vấn đề đó. Hai đứa nhìn thẳng vào mắt nhau 30 giây, nói rút ruột rút gan hết những tình cảm của mình. Bắt đầu. Anh chỉ hy vọng là em tôn trọng gia đình anh, tôn trọng người già, đối với anh vậy là đủ. Em nghĩ vấn đề này cũng là suy nghĩ của em và bất kỳ mọi người nào. Nghĩa là khi đến với nhau thì ngoài đối tượng của mình thì người thân của họ cũng là một điều rất là quan trọng. Rồi, về vị trí. Rồi, bây giờ đến thời gian bấm nút nè. Chuẩn bị, sau 3 tiếng đếm. 1, 2, 3. Hết thời gian. Tôi nghe 2 tiếng cạch rồi. Chúc mừng hai em, nắm tay nhau đi. Chúc mừng hai sếp nha, đạt được tâm nguyện nha. Hãy nói điều gì với gia đình của hai bên và các sếp của mình đi, em trai. Con tưởng tượng nè con, giống như gia đình hai bên đang ngồi coi truyền hình đó. Con xin chào hai bác, bạn nhà gái. Con xin phép được quen biết bạn. Nếu được quen biết thì con sẽ yêu thương bạn hết mình. Ba mẹ ơi, con có bạn gái rồi. Yeah. Xin phép bạn gái cho hôm cái hôm đầu tiên lên má luôn. Dạ, xin phép bạn gái cho. Trời ơi. Hồi hộp không con? Hồi hộp không? Hồi hộp ạ. Nụ hôn đầu của con. Trời ơi, trách nhiệm dễ sợ chưa, nụ hôn đầu đó. Đây có nụ hôn đầu của con luôn. Trời ơi. Trời ơi, hai đứa nó đóng dấu cái cạch. Chúc hai em hạnh phúc. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ. Nhãn hàng máy lọc nước cao cấp Daikyosan tặng bạn một voucher giảm giá 50% khi mua sản phẩm Daikyosan tại các đại lý chính hãng trên toàn quốc. Máy lọc nước phong thủy Daikyosan thiết kế độc đáo, lõi lọc ceramic siêu bền, màng lọc RO nhập khẩu từ Mỹ. Đặc biệt, máy lọc nước ion kềm dầu hydrogen đem đến nước sạch và tốt cho sức khỏe. Nếu hai bạn tiến đến hôn nhân, Daikyosan sẽ tặng một máy lọc nước phong thủy ion kềm trị giá 13.800.000 đồng. Daikyosan phong thủy ngũ hành vượng khí thăng hoa. Thương hiệu Duhan dành tặng cho các bạn bộ đèn LED ốp trần vách và một ổ cắm một tay cao cấp Duhan. Duhan tự hào đèn LED Việt.
nước khoáng Đảnh Thạnh Vicoda tặng bằng sản phẩm nước khoáng Kiềm Thiên Nhiên Vicoda với độ pH tự nhiên 8.5, giúp trung hòa lượng axit dư thừa, rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt về tiêu hóa. Sản phẩm được đóng chai ngay tại nguồn khoáng Đảnh Thạnh, đảm bảo chất lượng đồng nhất, giữ trọn vẹn các khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Đây, hoa của con đây. Dạ, cảm ơn cô. Hãy giữ lấy tất cả những kỷ niệm ngày hôm nay, hãy giữ lấy nụ hôn đầu đời ngày hôm nay để chúng ta làm hành trang cho một cuộc tình và sẽ đi đến cuối con đường. Dạ, cảm ơn chú. Dạ, cảm ơn chú ạ. Mai mốt mà đi tham gia vợ chồng son là nhớ nha. Có câu hỏi là nụ hôn đầu tiên của các bạn ở đâu? Là dạ, nhớ là chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò nghe không?